Chào các bạn quay lại với kênh Sabo Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chạy và cùng nhau khám phá Mexico trong cái không khí lễ hội Halloween nữa nhé. Clip này thì mình cũng sẽ mở khóa thêm một cái outfit nữa các bạn. Mình sẽ mở khóa cái outfit của nhân vật Smile, và đó chính là cái Jager outfit, giá là 45 kg. Rất thích hợp trong cái không khí lễ Halloween luôn các bạn. Và cái ván trượt thì mình sẽ sử dụng cái ván cái cây xương rồng các bạn, Mexico Ball đây. Mexico Ball đó. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng Mai khám phá Mexico nữa nha các bạn, và chúng ta xuất phát thôi. Thank you.
Thank you.